và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe cho mọi nhà. Quý vị và các bạn thân mến, ẩm thực và dinh dưỡng luôn có mối quan hệ mật thiết bổ trợ cho nhau. Trong chuyên mục dinh dưỡng và sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của các món ăn mang đậm hương vị Việt. Nằm trên con phố sầm uất bậc nhất thủ đô, phố Thái Hà có một nhà hàng được ví như một Sapa thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Nhà hàng Lương Sơn Quán, số 173 Thái Hà, Hà Nội, lấy cảm hứng từ Lương Sơn Bạc trong tác phẩm nổi tiếng Thủy Hử. Bước chân vào Lương Sơn Quán, thực khách bị cuốn hút bởi khung cảnh thiên nhiên ngập tràn sương trắng cùng một không gian mang đậm phong cách núi rừng Tây Bắc với thiết kế từ các chất liệu vô cùng thân thuộc như tre, nứa, trúc. Không chỉ ấn tượng bởi không gian trong lành mát mẻ, Lương Sơn Quán còn là nơi quy tụ đầy đủ những món ăn đặc sắc với nguyên liệu mang đúng hương vị ẩm thực dân tộc như gà nướng, cá nướng, bê nướng, lợn quay, bê chao, ếch đồng rang muối, lẩu cua đồng. Tất cả các món ăn tại đây đều được lựa chọn nguyên liệu và chế biến kỹ lưỡng, đúng với món ăn theo chất núi rừng Tây Bắc, để các món ăn giữ được hương vị đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có. Đừng ngạc nhiên khi nồi lẩu cua đồng thơm phức, thạch cua sánh đặc, vị đậm đà như mãi, những mẻ thịt lợn nướng, cá nướng, bê nướng thơm ngon, níu chân biết bao thực khách say ăn. Chính bởi sự ấn tượng về không gian, sự hấp dẫn của các món ăn mà thực khách khi đến với Lương Sơn Quán đều có chung một cảm nhận. Món ăn ở đây thì mình cảm thấy cũng có khá nhiều sự khác biệt so với các cửa hàng khác, nhưng mà đặc biệt là cái món gà tắp đất này thì ăn thì nó có cảm giác như vị, có cảm giác như nó mềm mềm như thịt gà luộc, nhưng mà nó lại ngọt và thơm hơn rất nhiều so với thịt gà luộc, nhưng mà độ mềm của nó rất là vừa phải. Này, hơn nữa hương vị của gà ấy thì nó không bị phát ra ngoài mà nó lại coi như dồn vào bên trong, nên mình ăn cảm giác là miếng gà đó mềm nhưng mà lại vẫn có chút hương vị là dai dai mà rất là thơm và ngọt. Mà vào đây thì nó lại rất là khác lạ, là có một cái tiếng nhạc nó mang tính chất rất là vùng đồi núi vùng quê, hơn nữa là nước chảy này hoặc là có những cây trúc lên, cảm giác rất là thân thiện. Hiện tại ở tiết trời oi bức của Hà Nội như thế này thì ngồi ở đây thì rất là thoải mái, nó không có cái bị cảm giác khô da hay là cảm giác như là bị khô da hay là oi bí bức như trong là ngồi ở trong phòng điều hòa. Lương Sơn Quán còn tạo ấn tượng đặc biệt với thực khách bởi phong cách kiến trúc xanh độc đáo. Cây xanh hiện diện ở khắp mọi nơi, từ lối vào cho đến tầng thượng. Có thể thấy mọi góc nhìn tại Lương Sơn Quán đều mang lại cho thực khách sự ngạc nhiên và thán phục. Sự giao hòa giữa không gian xanh với ẩm thực độc đáo, bổ dưỡng sẽ giúp du khách tận hưởng trọn vẹn hương vị riêng có tại đây. Đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng, những nhà hàng có không gian xanh mát sẽ mang đến cho thực khách một cảm giác mát lành, bình an và vô cùng tinh tế. Đến với Lương Sơn Quán là đến tận hưởng những giây phút thăng hoa bất tận với ẩm thực Việt, là điểm đến không thể bỏ qua dành cho những người yêu văn hóa Việt Nam và cũng là một trong những địa chỉ ẩm thực không thể bỏ qua của mỗi gia đình trong ngày nghỉ cuối tuần.